Tôi xin trân trọng kính chào các bác ạ. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Trước khi mà vào cái nội dung phần 2 trong cái nhóm video về Nhất Chi Mai toàn tập, tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới, vạn sự bình an, vạn sự may mắn, vạn sự tốt đẹp đến toàn thể các bác. Ở trong cái video clip đầu tiên á, thì tôi đã nhận được những cái phản hồi của, rất là tích cực của các bác. Trong đó có những cái bác cũng đóng góp chia sẻ, có bác thì cũng động viên. Qua đó mà tôi có thêm cái động lực để mà tôi làm các cái video tiếp theo. Với cái phần 2 này thì tôi sẽ thực hiện hai cái nội dung. Nội dung 1 là đặc điểm hình thái của cái cây Nhất Chi Mai. Thì cái đặc điểm hình thái này sẽ giúp chúng ta nhận diện được cây Nhất Chi Mai. Và đặc biệt nữa là có những cái hình thái nó liên quan đến cái đặc tính sinh trưởng của nó, để mà quá trình chúng ta chăm sóc cây Nhất Chi Mai chúng ta nắm được, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp, để mà chúng ta có được những cây Nhất Chi Mai khỏe mạnh, ra hoa đặc đẹp. Cái nội dung thứ hai là các cái yêu cầu sinh học của cây Nhất Chi Mai, bao gồm như là nhiệt độ này, ánh sáng này, đất đai này, nước tưới này, dinh dưỡng này, và cái tiểu khí hậu. Thì qua đó chúng ta sẽ lựa chọn để làm sao cho các cái yêu cầu sinh học nó phù hợp nhất đối với lại cây Nhất Chi Mai. Với cái nội dung 1 thì tôi xin được giới thiệu với các bác về cái đặc điểm hình thái của cây Nhất Chi Mai. Thì cây Nhất Chi Mai là nó thuộc họ hoa hồng các bác. Nó anh em ruột với lại cái cây mận đấy các bác. Đấy, các bác hình dung như vậy. Các bác nhìn thấy cây mận thì các bác sẽ thấy rằng nó rất giống với cây Nhất Chi Mai. Đấy, tức là cây Nhất Chi Mai thì giống với cây mận ấy, vì nó anh em với nhau đúng không? Thế và cái đặc điểm hình thái chung là cây Nhất Chi Mai này nó là một dạng thân bụi to các bác. Đấy, có thể nó một dạng có hình thành gỗ, thế nhưng mà chúng ta có thể kết luận nó là một dạng thân bụi. Đấy các bạn, tự thân bụi là gì? Là nó to vừa phải và nó sẽ nảy rất nhiều cái cành ở gốc của nó. Đây tôi ví dụ như này đúng không? Đấy, đây, đây là nó nảy rất nhiều cái cành ở gốc đúng không ạ? Đấy. Thì nó có cái hình minh họa luôn cho các bác nhìn thấy đấy. Thế còn về cái hình thái lá của nó thì chúng ta nhìn thấy đúng không? Lá nó là một dạng lá hình mũi mác các bạn, và mọc cách không đối xứng. Đấy, chúng ta có thể nhìn quan sát thấy đây được. Và liên quan đến cái lá này thì tôi cũng phân tích luôn. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy những cái cành mà nó khá là dài đúng không, và nó có một cái màu hơi vàng vàng này, đấy, lá cũng vàng và các cái đốt này nó kéo dài ra. Đấy, nó khác với lại cái sự sinh trưởng của cái cành này đúng không các bác. Đây, cái cành này thì các cái đốt nó ngắn vừa phải và cái ngọn nó có một cái màu tím rất là xuất sắc, và cái lá ở phía dưới này thì là nó chuyển xanh. Đấy, các cái đốt thì ngắn hơn. Thế vì sao lại có cái sự sai khác này? Đấy, và ở đây thì tôi khẳng định các bác là rất rất nhiều bác sẽ gặp cái sự sai khác này. Thế tại sao nó lại sai khác như thế? Tôi sẽ phân tích ngay cho các bác này. Các cái lá mà nó có cái hiện tượng kéo dài như này và nó màu vàng như này là do chúng ta mang vào trong nhà để chúng ta trưng bày dịp Tết đấy các bác. Đấy các bác nhìn rất rõ đúng không ạ? Trưng bày dịp Tết. Thì ví dụ như cây này là tôi để từ hôm 29 Tết các bác. Đấy, thì tôi để từ hôm 29 Tết thì rõ ràng là hôm nay là mùng 3 rồi, tôi mang ra thì nó không có ánh sáng, cho nên các cái lọc mới nó bật lên, nó thiếu sáng thì nó sẽ kéo dài ra và nó có một cái màu xanh vàng. Thế do đó mà quá trình các bác mà
đưa cây nhất chi mai vào để trưng bày á, thì cố gắng như hôm nào mà có ánh sáng tốt, hoặc là chẳng là chúng ta vắng khách ấy, chúng ta mang nên mang nó ra các bác, để cho nó ăn một chút ánh nắng để cây nó khỏe mạnh. Khi cây nó khỏe mạnh thì khi bác trồng ra, khi bác hết hoa bác mang ra trồng thì nó mới được khỏe chứ. Có những bác á, là chơi cây nhất chi mai đến nỗi cái lá non đó các bác, nó rũ ra các bác, tức là không những nó kéo dài mà nó còn rũ, nó gục xuống, tức là nó đã quá thiếu ánh sáng các bạn. Thì các bác hết sức lưu ý cái trường hợp này. Đây các bác có sự so sánh nhỉ, đúng không ạ? Đấy, đây là những cái cây mà nó rất là khỏe mạnh các bác. Đấy, thì nó sẽ bây giờ nó bắt đầu vào mùa sinh trưởng của nó rồi, cho nên chúng ta rất cần những cái sự khỏe mạnh của các cái mầm mới bật ra. Đấy, thì tôi có thể cho các bác quan sát này, đấy, sức mạnh của cái mầm mới các bác nhá. Đấy, và sức mạnh của cái mùa đông này, nó không sợ đông đâu các bác nhá. Ngạo tuyết đầu xương mà các bác, nó không sợ đông lạnh đâu các bác. Mười mấy độ đối với nó lại còn thích ấy. Đấy, cho nên là chúng ta đầu tiên là lưu ý cái lá của nó, và đồng thời tôi cũng đã soi xét các bác cái lá cái mầm này để mà qua đó chúng ta có thể vận dụng vào cho nó sinh trưởng phát triển tốt ngay từ đầu năm các bác, ngay từ đầu mùa xuân đấy. Vì ngày mai là ngày mùng 4 là lập xuân rồi đúng không các bác? Đấy, cho nên là đây các bác thấy là các cái lá nó bắt đầu phát triển lên đây rồi. Đấy, nó chuẩn bị cho một cái mùa sinh trưởng mới. Và cây nhất chi mai này nó đặc biệt nó yêu thích cái tiết trời mà rét rét mưa phùn kiểu như cái dịp Tết của miền Bắc năm nay các bác nhá. Nó cực kỳ thích luôn. Đấy, hoa thì đẹp. Hoa thì đẹp. Mà lộc lên thì lại cực kỳ khỏe mạnh, mập mạp các bạn. Đấy là trong cái điều kiện mà chúng ta cho ăn nắng và có các cái điều kiện tối ưu cho nó. À, qua đây thì chúng ta thấy cái hình khi nãy là lá rồi, bây giờ là thân. Tất nhiên rồi, các bác có thể quan sát được cái này thì nó cũng tương đối thôi. Đây là những cái thân cây nhất chi mai các bạn. Các cái gốc này nó nên có cái sự đen các bác nhé. Nó đen lại và nó đen bóng. Tất nhiên nó không thể bóng loáng được, nó đen bóng hoặc là đen xì là đều đẹp. Đấy. Thế và một cái cây nhất chi mai được coi là cực kỳ khỏe mạnh khi mà nó có cái sự nhẵn này các bác nhé. Cái nhẵn nó khỏe, nó bóng như này. Đấy. Đây hoặc sang như bên này. Những cây nhỏ đó thì tôi dễ so sánh. Đúng không? Đây các bác nhé. Đấy, nó có một cái sức khỏe này. Căng như này đúng không ạ? Đấy, nó căng như này. Thì nó coi như là được gọi là một cây thân nhất chi mai đạt. Đấy, như vậy như này là nó đạt một cái tiêu chuẩn khỏe mạnh các bác nhé. Thế còn trường hợp nào là cây nhất chi mai thân bị yếu? Đây các bác nhé, đây là những cái cây nhất chi mai thân bị yếu. Tức là nó vỡ đến cái phần gỗ ở bên trong đấy. Hoặc là đây các bác nhé, đấy nó có những cái vết vỡ xù xì như này là thực sự nó không chuẩn đâu. Thì cây này nó sẽ rất là yếu, về lâu dài là nó không giữ được. Nó rất là nguy hiểm khi mà chúng ta bình thường chúng ta chăm tốt không sao, nhưng mà chúng ta chỉ quên nó úng này, hoặc là quên nó hạn này, hoặc là thiếu ánh sáng, hoặc nắng quá là nó sẽ có vấn đề ngay đấy. Thì đó là gốc, thân và lá. Thế bây giờ là hoa. Thưa các bác, đây là một bông nhất chi mai chuẩn các bác nhé. Đấy, chuẩn cả về màu sắc này, cả về cái khuôn bông này. Đấy, chuẩn cả về cái sự sắp xếp của các cái bố cục, gồm có cánh hoa này đó, rồi là nhụy hoa này, và nhụy hoa, nhụy tức là cái phần để mà nó thụ phấn đấy. Đây các bác nhé, đây là những cái bông hoa phải nói là chuẩn mực các bác nhé, được chưa? Có màu trắng này, được chưa? Sự phân bố hoa đồng đều này, đó là điển hình của cây nhất chi mai chuẩn xác các bác. Tôi thì chưa có cây nhất chi mai đơn 5 cánh, cho nên tôi xin được giới thiệu cây nhất chi mai kép này thôi. À, qua đây thì tôi giới thiệu các cái nụ của nó các bác nhé. Đây là các cái nụ hoa này, đúng không? Và những cái bông hoa này. Đấy. Đây là nụ hoa các bác nhé. Đấy, nụ hoa. Cái nụ hoa này thì cứ khoảng 2 ngày nữa là nó nở thôi. À, tôi để ở trong nhà cho nên là những cái bông hoa nó cũng khá là bền. Đấy, đây là
hoa và nụ rồi các bạn. Đây, hệ thống nụ này. Một cây nhất chi mai được coi là đẹp khi mà nó chuẩn như thế này các bác nhá. Các bác hình dung nó như giống như cái cành này này. Đây em nhá, là chuẩn là gì? Là nó có những cái nụ, đúng không? Đang chuyển mình. Đấy, có những bông hoa này, có những cái nụ đang chuyển mình này, và có những cái cành lộc bắt đầu phát lên từ chân nụ. Thì đó là một cây nhất chi mai cực kỳ khỏe mạnh. Bởi vì nó có nụ xanh, nụ hồng, có bông hoa trắng muốt và có các cái lọc màu xanh biếc. Thì đó là một cái cây hoa nhất chi mai đạt tiêu chuẩn về giống cũng như là về cái kỹ thuật chăm sóc hãm hoa chúng ta để mà chơi vào dịp mùa xuân ấy, chơi Tết ấy. Đây các bạn, đấy. Ở đây thì nó có một cái màu hồng các bạn nhé, không sao hết, rồi nó sẽ chuyển màu trắng thôi ạ. Đấy, nó có các cái màu khác nhau. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái cây mà nó có màu đỏ thế này mà nó không chuyển được trắng các bạn nhé, nó sẽ trắng được. Đấy, nhưng mà trong cái điều kiện khí hậu như thế nào, ánh sáng như thế nào, nhiệt độ nào, đặc biệt nhất trong cái màu sắc của cái cây nhất chi mai này, cái hoa của nó các bác nhé, là nó phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Một là ánh sáng sẽ tác động trực tiếp đến các cái sắc tố tạo ra màu hồng hay là màu trắng. Và thứ hai nữa là nhiệt độ các bác nhé. Nhiệt độ cao thì khả năng xuất hiện màu hồng cộng ánh sáng ấy, màu hồng là cao hơn. Còn nếu mà nhiệt độ thấp cộng với lại ít ánh sáng thì khả năng ra cái màu trắng rất là cao, thậm chí có những cái nụ màu trắng nhé các bác nhé. Có những nụ màu trắng, tôi sẽ tìm cho các bác một cái nụ màu trắng. Đây là các cái nụ màu trắng nhé các bác nhé. Đấy, hoa trắng muốt luôn, nó nhỏ nhỏ đây này. Trắng muốt và các nụ cũng màu trắng các bác. Cái cây này là nó không có ánh sáng này các bác. Và trong thời tiết rét này này, nó không có, nó thiếu ánh sáng từ lâu rồi, cả tháng trời rồi các bác. Vậy tôi xếp cái vườn này ra là tôi để nó gọn ở đây. Nó là cây giống mà, thế tôi để gọn đây để không chơi hoa. Thế nó vẫn bật nụ lên thì nụ nó hoàn toàn màu trắng. Nhưng mà nếu như chúng ta mà đưa nó lên trên chỗ có ánh sáng thì nó lại chuyển màu hồng bình thường. Thế cho nên là cái việc mà cái bông hoa đó, cái nụ đó nó có màu hồng hay màu trắng muốt thì nó phụ thuộc vào nhiệt độ và ánh sáng. Đấy, thì đây cũng là một cái kết luận mà chúng ta lưu ý trong quá trình mà chúng ta chăm sóc cái cây nhất chi mai để mà nó ra được cái màu sắc theo ý của mình. Đấy. Và ở trong miền Trung, từ vùng Nam Trung Bộ như là ở Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận thì trở vào đến trong miền Nam thì tôi cho rằng là để mà có được cái màu nụ trắng muốt và những bông hoa trắng muốt thì gần như không thể các bạn. Nó sẽ có rất nhiều các cái sắc tố màu hồng. Thế thì vì là nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh. Đấy, đây là cây hoa các bạn lưu ý đây. Đây là những cái bông hoa mà là đặc trưng của nhất chi mai. Thì tôi cũng muốn lướt qua một số cái hình ảnh. Đấy. Tôi cũng đã phân tích cho các bác nhé, là sắc tố hồng và không màu. Đây là một cái hình ảnh mà tôi muốn giới thiệu các bác là nó sẽ có được cái quả các bác nhé. Cái quả của nó đây các bạn này, đấy, cái nhụy đây và cái quả ở bên trong này các bạn, đấy, thì cũng giống như cây trồng khác thôi, thì cái quả này nó có thể hình thành được là thông qua cái noãn nhụy này này, đấy, cái quả của nó thì chúng ta cứ hình dung là quả nó to, nó bằng cái đầu ngón tay út của chúng ta các bạn, đấy, chúng ta cứ hình dung như vậy, nó to bằng đầu ngón tay út của chúng ta. Và nó ở cái dạng quả mọng, nó có hạt nhỏ, ăn thì nó chua chua ngọt ngọt, cái dạng quả mọng nước, ăn chua chua ngọt ngọt. Đấy. Và vì cái quả nó như vậy cho nên là người ta không có nhân giống bằng hạt các bác nhé. Thì sang cái phần 2 tôi sẽ giới thiệu về nhân giống. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý luôn là nhất chi mai không nhân giống bằng hạt. Thì do đó mà cái quá trình có những cái giống nhất chi mai
Nó có sự khác biệt đó, là không có nhiều. Đa số là nó tựa như nhau. Tất nhiên là nó có những cái sai khác về vùng miền, về giống. Thế nhưng nhìn chung nó không có sự khác biệt nhiều như là một số cái cây khác. Ví dụ như là trà mi thì có trà trắng nữa, rồi là trà vô nhụy, trà hữu nhụy, trà hồng, rồi là trà bát diện đấy. Thế nhưng mà cái nhất chi mai này thì nó căn bản là mai kép và mai đơn. Thì chúng ta cũng nên nhận biết tương đối như vậy mà thôi. Tóm lại ở cái phần mà đặc điểm hình thái của cái cây nhất chi mai á, thì tôi đọng lại lưu ý hai cái vấn đề nó liên quan đến kỹ thuật các bạn. Thứ nhất, rất quan trọng các bạn nhé. Thứ nhất là cây nhất chi mai này là một cái cây mà nó có khả năng ra các cái mầm ở gốc rất rất là cao các bạn nhé. Nếu như mà chúng ta mà không xử lý và không biết cái đặc điểm này là chúng ta rất dễ bị chết cây hoặc là hỏng cây này. Ở đây tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của các bác là tại sao bỏ cành và chết cây, chính là nằm một cái lý do này này. Còn một lý do nữa tôi phân tích sau nhé. Là cây nhất chi mai này rất hay ra các cái mầm ở gốc. Ngoài cái việc nó ra mầm á, là ở trên thân ở giáp gốc này, nó có thể ra mầm ở rễ các bác nhé, rễ khi nó thoát lên khỏi là nó không liên quan đến thân đâu, nó còn ra từ rễ cơ. Thế do đó mà khả năng nảy mầm ở gốc nó rất cao. Ở đây thì tôi cũng ít trường hợp tôi cho nó ra ở gốc lắm đấy các bạn. Tôi đều giữ lại hết, tôi đều hủy bỏ hết các cái mầm ở gốc. Ở đây tôi chỉ để hai cây để làm minh họa thôi. Đây cũng là một cái trường hợp đây các bạn. Đấy, trường hợp đây là cái trường hợp mà nó ra ở gốc đây các bạn. Đấy, thì những cái cụm mầm này này thì nó ra ở cái thân của gốc. Nhưng mà riêng cái thằng này này, cái mầm này cũng là mầm nhất chi mai này, thì nó ra ở rễ các bạn nhé. Đây, nó ra ở rễ các bạn này. Đấy, chứ có cái gốc nó chỉ có cái cụm này thôi. Thân nó chỉ cụm này, nhưng rễ nó chui ở đây, nó ở đây. Thế và nó thậm chí là nó ở rất nhiều cái các cái mầm trước mình đã cắt các bác nhé. Nó tai quái hơn nữa là các cái mầm trước mình cắt cụt xuống rồi, nhưng mà nó tiếp tục đẻ, thậm chí đẻ vài cái mầm cũ ra. Là cái mầm mới ra trên cái mầm cũ mình đã loại bỏ nó. Cho nên chúng ta phải chú ý là cắt, phải cắt thật sát vào. Thế như vậy cái đặc điểm nó rất nhiều mầm gốc này, nó cho chúng ta cái phần ưu điểm là nó sẽ có cái hệ số nhân giống cao khi chúng ta tách cái mầm gốc này để chúng ta làm cây con. Thế nhưng cái nhược điểm cực lớn của nó đó là các cái cây này nó lớn lên nó sẵn sàng cạnh tranh chết cái này luôn. Đây, tôi phân tích luôn cho các bác thấy đây. Đây là cái mầm này, nó sẽ giết luôn các bác. Đây, nó giết luôn cái cây đây này các bác. Đấy, các bác thấy không? Cái thân nó còi cọc không? Đấy, cái thân cũ nó còi cọc. Tất nhiên chủ yếu là do nó bị xù xì, bị vỡ dập chỗ này này. Thế là nó giết cái thân chính này luôn. Cho nên là rất nhiều bác là cứ bị mất cành chính, thậm chí mất cả thân chính, và các cái này nó mọc lên. Vừa qua thì tôi cũng đã rất nhiều chia sẻ với một số bác ấy, là bác hãy loại bỏ cái mầm gốc của nó đi nếu bác muốn giữ cái thân chính. Chứ còn các cái mầm gốc nó như này thì tôi khẳng định với các bác là sớm muộn gì cái thân chính nó cũng sẽ chết để thay thế cho. Bởi vì cái sức cạnh tranh của cái cây mới này, sức sống nó cực kỳ mãnh liệt từ cái mầm mới này, và cái mãnh liệt đó nó hoàn toàn cạnh tranh một cách tự nhiên ấy với lại cái thân chính của nó. Thế đây cũng là một cái đặc điểm mà rất khác biệt, và nó cũng là những cái mà cái sự tinh túy của cái người chơi nhất chi mai là phải am hiểu được cái đó để mà chúng ta giữ gìn được cái cây nhất chi mai quý là cái lâu năm tuổi đấy. Chứ nếu mà chúng ta mà lại đánh chết cái cây lớn, cây già và chúng ta lại nhân nuôi cái cây bé lên thì nó cũng là một cây non trẻ. Cái đặc điểm thứ hai về hình thái và nó liên quan đến cái sinh trưởng mà chúng ta phải chú ý đó chính là cái thân của nó. Cái thân của cây nhất chi mai nó có khả năng hóa gỗ và cái khả năng hụt phổi kém. Nó khó tính là khó tính ở chỗ này này.
là gì, là khi nó bị thương ấy nó sẽ hình thành các mô sẹo các nhá. Khi bị thương này nó sẽ hình thành các mô sẹo, và cái mô sẹo này á nó có khả năng dẫn dễ dinh dưỡng các bác nhá. Là cái phần gỗ nó có chức năng nó làm gì ạ? Chức năng của cái phần gỗ ấy có hai ý thôi. Thứ nhất đối với cây nhất chi mai nhá, còn những cây làm gỗ thì tôi không nói nhá. Chức năng thứ nhất là nó giúp nó giữ cái cây này, đúng không? Là nó định hình cho cây này, giữ cây này khỏe mạnh. Thứ hai nữa các bác nhá, là nó lấy dinh dưỡng này, lấy nước này từ rễ nhá, rễ hút lên này. Hút lên xong dẫn nước và dinh dưỡng thô đấy lên thân, lên lá các bác nhá. Lên lá và quang hợp. Quang hợp, cái lá quang hợp được cái dinh dưỡng nuôi cây rồi thì cái phần nuôi cây đó là cái phần nhựa bên ngoài, là cái phần vỏ, thì là cái phần mà sau khi các chất dinh dưỡng đã được quang hợp thì quay lại nuôi thân, nuôi gỗ, nuôi rễ là cái phần vỏ hay là cái phần nhựa của nó, phần nhựa ở bên vỏ. Còn cái phần gỗ bên trong ấy, là nó hút cái như này. Nhưng đối với cây nhất chi mai thì cái phần dinh dưỡng đó, cái phần gỗ đó nó cực kỳ nhạy cảm các bác nhé. Nó rất là khó phục hồi các bác nhé. Nó gần như là không thể phục hồi các bác nhé. Thế cho nên là chúng ta khi mà muốn có được cây nhất chi mai tuổi thọ cao thì ngoài cái sự chăm chút chăm sóc cho nó thật là chu đáo thì chúng ta ngay từ ban đầu nên chọn những cây nhất chi mai mà nó có cái sự nhẵn nhụi, không vỡ, không bị bẻ vặn xoắn gãy gập. Đấy, đây là điều kiện tiên quyết để mà có được một cây nhất chi mai nó có cái tuổi thọ cao các bác nhé. Chứ còn những cây vặn xoắn, đặc biệt là cái cây mà vặn cành này cành kia không vặn, thì cái cành vặn sớm muộn gì nó cũng sẽ chết các bác. Tôi dừng một chút ở đây, có một con ong đúng không các bác? Con ong này nó chứng minh một cái điều gì các bác? Là rất quý của cây nhất chi mai. Đó là cây nhất chi mai nó ra hoa rất là lành các bác nhé. Tức là hoa nó không độc. Thì những con ong này nó mới đến chứ đúng không ạ? Nó thụ phấn và nó hút mật chứ. Thế cho nên là tôi xin dừng một chút là chơi nhất chi mai là một cây rất là lành, không độc. Thì tôi xin gắn với lại cái thân nó đã yếu rồi đúng không ạ? Thân nó đã yếu rồi, nó lại hay phát cái lộc ở gốc này. Do đó mà nếu chúng ta quá trình chăm sóc mà để nhiều cái mầm lộc này, và chúng ta lại chọn một cái cây mà thân gỗ nó bị thương, thì tuổi thọ cây đó sẽ thấp các bác nhá. Đấy, cho nên là chúng ta lưu ý trong cái phần đặc điểm của nó là chúng ta chọn cây gỗ cứng các bác nhá, và lành lặn. Đấy, có thể là các bác cũng có những cái vết uốn không? Đây là uốn đấy chứ các bác, đây, uốn này các bác, uốn là uốn co xuống dưới này chứ. Đấy, thấp dưới này tôi nhìn cho xa các bác xem nhá. Đấy, uốn đấy chứ, nhưng uốn này không hề làm gãy dập thì không sao các bác nhé. Đấy, đấy thì có lẽ là cái clip nó đã dài quá rồi, cho nên là tôi xin phép là sẽ tách cái phần này làm hai nội dung, và tôi sẽ dừng cái clip này ở đây. Thế còn tôi sẽ nhanh chóng thực hiện cái clip tiếp theo để nói về cái yêu cầu sinh học, về đất đai, về khí hậu, về ánh sáng, về nhiệt độ, về ẩm độ, về dinh dưỡng, và một cái clip gần nhất khoảng 2 đến 3 hôm nữa thôi, thì mong các bác thông cảm. Thì tại cái clip này á, thì tôi nhấn mạnh với các bác là để các bác nhận biết được nó và có những cái hiểu về cái thân, cành, lá, hoa của nó. Đối với cành, với thân của nó thì chúng ta phải chọn những cái thân, cành không bị gãy, dập, uốn, vỡ, gập thì nó mới khỏe mạnh. Và nếu như nó có phát sinh cái mầm lộc ở gốc này, nếu chúng ta không để nhân giống thì chúng ta nên loại bỏ nó đi. Thế và đối với cái đặc điểm hoa đấy thì cái sắc tố nó có thể hồng hay là nó không màu, tức là nó trắng muốt đấy, là nó phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Một là nhiệt độ
nhiệt độ càng thấp thì màu trắng càng nhiều, nhiệt độ càng cao thì màu hồng càng nhiều, và nó phụ thuộc vào ánh sáng. Ánh sáng càng cao thì sắc tố hồng càng nhiều, và ánh sáng càng ít thì màu trắng càng nhiều. Tôi xin được dừng cái video này tại đây. Sang cái video tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu các bác về các cái yêu cầu sinh học cây nhất chi mai. Xin được trân trọng cảm ơn các bác.